tục ngày 26 em nói đúng rồi, em sợ em nói nhầm thì chết. Là 26 đây vẫn là mùa lễ Giáng sinh. Tại Giáng sinh thì không thể nào thiếu những bài nhạc Giáng sinh. Sau đây là một bài một trong những bài nhạc Giáng sinh phổ thông nhất của Việt Nam chúng ta. Hy vọng là quý vị sẽ thích bài này. Em hát lên, quý vị biết bài này, quý vị la rùng lên cho em nghe. Bài này là bài Giáng sinh. Đêm nay chúng ta ăn ở đây xong, chúng ta dắt dìu nhau tới nhà thờ để bốn cha làm lễ. Dạ, dạ. Dạ em mới nhận ra là bún riêu phở nhiều quá, em sợ đạp lên thay. Dạ, quà này nó có sụp không nhỉ? Thưa cha, con là có sụp cha kéo mình. Con ngồi hộp quá. Dạ. Ô, thưa cha, dạ, con chào cha, dạ, con chào một cha, dạ, con chào cha hai cha. Dạ, em ơi. Thank you.
cái đi đi.